Xin chào các bạn, mình là Supel và hôm nay là một sản phẩm đến từ cái mảng linh kiện PC. Đây là chiếc mainboard khá là khủng bố đến từ hãng Asus, có tên chính xác là ROG Crosshair 6 Extreme. Đây là chiếc mainboard có socket dành cho thế hệ chip Ryzen mới của AMD. Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và xem cái main này nó có cái gì đặc biệt. Đầu tiên thì phải công nhận rằng hộp rất to và rất đẹp. Bên trong chúng ta sẽ có một lớp mica để bên trên. Mình nghĩ là mấy góc này còn đặt phụ kiện linh tinh gì nữa cơ. Nhưng mà có lẽ đây là phiên bản demo mình mượn của Asus nên họ không có kèm mấy phụ kiện linh tinh này. Và khi mở ra thì mình choáng ngợp bởi nhìn cái mền nó quá đẹp và quá ngầu. Giáp sắt giữa các thứ đen bóng từ đầu đến chân, nhìn rất là manly. Và nhắc cái mền ra thì mình cũng nghĩ là ơ quái, mên khủng này mà chả có phụ kiện gì à? Hay là tại do hàng demo mà phụ kiện bị tính thu hết? Nhưng hóa ra là tất cả phụ kiện đặt bên dưới. Ôi dồi ôi, bao nhiêu là phụ kiện luôn. Các thể loại, các thứ. Mình cũng không thể biết được đây là những cái gì vì nó quá nhiều và quá choáng ngợp. Với lại đây là video mở hộp thôi, thế nên là mình cũng không có nắm nhiều thông tin quá với chiếc mên này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng kể ra những cái gì mình biết. Chúng ta sẽ có anten phục vụ cho việc thu phát sóng của Bluetooth và Wi-Fi. Các bạn sẽ có card add-on để cắm thêm nhiều loại quạt. Các bạn sẽ có cáp nối dài dành cho đèn LED RGB. Các bạn có đến 3 cái cảm biến nhiệt để gắn xung quanh main để cảm biến xem xung quanh nhiệt độ của cây là bao nhiêu. Chúng ta sẽ có cầu SLI 2 cạc. Các bạn sẽ có một tờ gift code bên trong một code giảm giá của cable mod. Các bạn cũng sẽ có một logo hình mắt ROG làm bằng kim loại và đằng sau là băng dính dán 3M. Và đương nhiên không thể thiếu đó chỉ là cáp SATA. Chúng ta không chỉ có 1, 2 cộng mà có đến tận 8 cộng cáp SATA. Quá là kinh khủng tởm. Cái này các bạn mua cái main này về xong không cần bất kỳ cáp SATA luôn, main có đủ hết. Và đây là chiếc main cao to đen hồi của chúng ta với socket AM4 nằm chính giữa. Chúng ta sẽ có 4GB RAM DRAM4, hỗ trợ xung nhịp tối đa là 3200MHz. Và chắc các bạn cũng biết rồi, CPU Ryzen được hưởng lợi rất nhiều từ việc RAM có xung nhịp cao. Chính vì thế 3200MHz là con số rất lý tưởng. Và bây giờ thì các bạn có thể ngắm nhìn tổng thể chiếc main một cách rõ ràng nhất. Nhìn xung quanh nó thì quá ngầu và không gì phải nói cả. Từ cụm phây ở phía trên cho đến cái chipset đều được bọc bằng các cái miếng nhôm rất là dày và nhìn rất là khủng bố, với cái thiết kế cái màu xám xám đen đen rất là đậm chất game thủ. Chúng ta sẽ có 6 khe PCIe tổng cộng, trong đó là 3 khe X1 và 3 khe X16. Nếu các bạn sử dụng nhiều card đồ họa thì sẽ bị chia băng thông ra, một khe là X16, nếu cắm 2 card đồ họa vài khe sẽ là 2 khe X8. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có 8 cổng SATA 3 6GB như mình đã nói, là bởi vì main tặng kèm 8 cái cổng SATA thì các bạn sẽ cắm vắt đủ hết luôn, không cần đến cáp SATA cho cái main này. Các bạn sẽ có rất nhiều phây điện và tụ ở kia, nhìn nó cực kỳ chất, cực kỳ cao cấp luôn. Thế này thì OC lên từ chip đến RAM đều rất là thoải mái, không bao giờ sợ thiếu điện. Và ngoài ra ở trên góc không chỉ có 8 chân cắm cho CPU mà có tận 12, tức là 3 cái chân cắm 4 pin cho CPU. Thế này thì các bạn ép xung CPU thoải con gà mái luôn. Chiếc main này sẽ có 2 khe cắm M2 hỗ trợ gần như đầy đủ các tiêu chuẩn SSD M2 khác nhau. Và trong đó thì có một khe hỗ trợ tiêu chuẩn PCIe và một khe còn lại hỗ trợ cả PCIe lẫn SATA. Và lúc ban đầu trong lúc mình show phụ kiện thì mình có nói với các bạn là có cả anten để thu phát sóng cho Wi-Fi và Bluetooth. Thì tức là cái main này hỗ trợ cả Wi-Fi luôn. Các bạn sẽ có tiêu chuẩn Wi-Fi 802.11 ABGN-AC luôn. Và Wi-Fi Dual Band 2.4GHz hoặc 5GHz hỗ trợ cả công nghệ MU-MIMO cực kỳ tuyệt vời. Và chiếc main này khi mình nói có lẽ bạn sẽ không tin là nó có đến 12 chân cắm dành cho quạt ở trên main. Khá là tởm lợm, các bạn có thể cắm đủ các loại quạt, từ quạt của case cho đến quạt của CPU cho đến quạt của tản nhiệt nước. Đảm bảo là không thể thiếu được với đến tận 12 chân cắm quạt cơ. Về phía cổng I/O chúng ta có khá đầy đủ các loại kết nối. Một cổng mạng LAN, một cổng USB 3.1 Gen 2 Type-C, một cổng 3.1 Gen 2 là màu đỏ, đây là Type-A này. 6 cổng USB 3.1 Gen 1 là màu xanh, xanh lam nhá. 4 cổng USB 2.0, một cổng quang dành cho audio, một nút Clear CMOS, chân cắm dành cho anten thu sóng Wi-Fi và Bluetooth và chân cắm dành cho audio, tất cả đều được mạ vàng. Và làm sao có thể là một cái series crosshair cao cấp của thời đại mới mà lại không có LED RGB? Chiếc main này có LED RGB bao quanh cái main luôn và hỗ trợ cả công nghệ Aura của riêng Asus ROG. Thế này thì các bạn có thể sập sình với mọi thể loại ánh sáng khác nhau. Nhưng mà rất tiếc là mình không thể show được, có mỗi cái main đây chưa setup thành một hệ thống đầy đủ nên chưa test các bạn được. Và thế thôi, có lẽ video unbox đến đây là đủ. Hy vọng các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích cho bản thân. Nếu thấy video hay, nhớ like và subscribe với channel để theo dõi các video khác trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.